Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đến với tin nóng bóng đá Việt Nam ngày 31 tháng 3 trên kênh YouTube Báo Bóng Đá. Chuyên gia Beijing Won cho rằng các huấn luyện viên người châu Âu khó thích nghi với môi trường bóng đá ở Việt Nam do sự khác biệt về văn hóa. Ông Chu Jie là một huấn luyện viên châu Âu đã chứng tỏ được năng lực, tuy nhiên ông vẫn chật vật với những thử thách mới ở đội tuyển Việt Nam. Ông Beijing Won, cựu trợ lý huấn luyện viên Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam nhận định, vị chuyên gia người Hàn Quốc cho rằng bóng đá châu Á nói chung, Đông Nam Á và Việt Nam nói riêng có những yếu tố ngoài chuyên môn nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến công việc của các huấn luyện viên. Đó chính là các khác biệt về văn hóa. Các huấn luyện viên châu Âu dù tài năng đến mấy cũng có nguy cơ cao sẽ thất bại nếu không thích nghi được với những đặc điểm này. Trên thực tế, các huấn luyện viên châu Âu thường không dễ dàng thích nghi với môi trường bóng đá châu Á và Đông Nam Á. Huấn luyện viên Klinsmann cũng bị sa thải khi chưa đáp ứng được yêu cầu của đội tuyển Hàn Quốc. Môi trường bóng đá châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á khác châu Âu rất nhiều. Trước hết, họ phải cố gắng tìm hiểu về nền bóng đá, hòa nhập với lối sống và suy nghĩ của người bản địa. Ông Beijing Won phân tích, một trong những đặc điểm quan trọng mà huấn luyện viên đội tuyển quốc gia phải nắm bắt được là xu hướng suy nghĩ của người hâm mộ. Theo ông Beijing Won, ý kiến từ dư luận rất quan trọng, giống như cặp mắt ở bên ngoài luôn giám sát và chỉ ra những lỗi sai. Vì huấn luyện viên từng làm việc ở đội tuyển Việt Nam và dẫn dắt câu lạc bộ Viettel lấy ví dụ điển hình về thành công đến từ yếu tố thích nghi với môi trường bóng đá. Đó chính là trường hợp huấn luyện viên Park Hang-seo. Bí quyết của nhà cầm quân người Hàn Quốc không chỉ là các kỹ năng huấn luyện và chỉ đạo trận đấu. Thành công của huấn luyện viên Park Hang-seo không chỉ là kết quả tốt ở các trận đấu, ông ưu tiên tìm hiểu và thích ứng với các thói quen, lối sống, môi trường bóng đá và suy nghĩ của cầu thủ. Vì vậy, họ đặt niềm tin rất lớn vào huấn luyện viên Park Hang-seo. Nói cách khác, sự giao tiếp và thấu hiểu được đặt lên hàng đầu, ông Beijing Won giải thích. Bóng đá Việt Nam quay trở lại với những lựa chọn cho thách thức mới. Để không phải trải qua thất bại một lần nữa, cần phải tham khảo lại những quá trình trước đó. Việc lựa chọn một huấn luyện viên giàu kinh nghiệm và am hiểu bóng đá Việt Nam có ý nghĩa quan trọng để đội tuyển Việt Nam có bước nhảy vọt. Tỉnh Bình Dương lên kế hoạch di dời và xây dựng sân vận động có sức chứa lớn bậc nhất Việt Nam, thậm chí có thể đăng cai World Cup. Theo chia sẻ mới nhất của đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương, một số công trình trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một hiện đang được quan tâm, đưa vào quy hoạch với mục tiêu đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh. Nằm trong quy hoạch tính thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bình Dương theo đó đã xác định đầu tư lớn vào kế hoạch này do tỉnh nhà chưa có công trình nào mang tầm quốc gia khu vực hay ngang tầm với sự phát triển kinh tế xã hội của mình. Đáng chú ý, tỉnh Bình Dương dự kiến sẽ di dời sân vận động cũ đến địa điểm khác và xây dựng mới sân vận động tỉnh có quy mô khoảng 20-30 ha, tương đương với sức chứa 80.000 chỗ ngồi. Được biết khi xây mới, sân vận động Bình Dương sẽ được thiết kế theo hướng đa năng, tức là có thể tổ chức cả môn bóng đá và các môn điền kinh. Đặc biệt, sân vận động Bình Dương mới sẽ đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức đại hội thể dục thể thao ở cấp quốc gia hoặc tổ chức thi đấu một số môn của đại hội thể dục thể thao Đông Nam Á SEA Games, thậm chí là đăng cai tổ chức các giải bóng đá quốc tế, kể cả World Cup hay chương trình đại nhạc hội và các hoạt động văn hóa thể thao có quy mô lớn. Theo tìm hiểu, để đáp ứng quy mô 80.000 chỗ ngồi, tỉnh Bình Dương sẽ cần dành quỹ đất lớn để xây dựng quần thể văn hóa thể thao hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện tại các cơ quan chức năng tỉnh này đã đưa ra hai phương án về địa điểm xây dựng sân vận động mới. Phương án thứ nhất là bố trí đất để di rời xây dựng lại sân vận động Bình Dương tại phường Tân An, thành phố Thủ Dầu Một. Còn phương án thứ hai sẽ là chuyển đến bên đường Võ Văn Kiệt, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một. Đánh giá ban đầu, ngành chức năng nhận thấy vị trí ở đường Võ Văn Kiệt khả thi hơn so với phường Tân An. Còn nhớ hồi tháng 12 năm 2023, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng đã thu hút sự quan tâm của giới chuyên môn, truyền thông cùng đông đảo người hâm mộ khi lên dự án xây dựng sân vận động chính có mái che và đường chạy điền kinh với sức chứa 50.000 chỗ ngồi tại thành phố Thủ Đức. Dự án này của thành phố Hồ Chí Minh dự kiến được xây trên diện tích gần 11 ha với chi phí 7.000 tỷ đồng. Khi hoàn thiện sẽ đủ điều kiện để tổ chức các giải bóng đá, sự kiện điền kinh trong nước lẫn quốc tế. Thời điểm đó thông tin này đã gây sốt khi được cho là sắp có sân vận động lớn nhất Việt Nam. Bởi khi so sánh với Chảo Lửa Mỹ Đình Hà Nội thì sức chứa 50.000 chỗ ngồi rõ ràng vượt trội hơn hẳn sân vận động quốc gia được xây dựng từ năm 2002 có sức chứa là 40.192 chỗ ngồi. Tuy nhiên với kế hoạch mới nhất của tỉnh Bình Dương, Việt Nam dự kiến có sân vận động lớn nhất với sức chứa 80.000 chỗ ngồi có thể đăng cài một cặp. Huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hải Phòng ông Chu Đình Nghiêm mới đây đã chia sẻ về tin đồn sắp tiếp quản đội tuyển Việt Nam thay huấn luyện viên Philippe Chuzier. Huấn luyện viên Philippe Chuzier đã chính thức thôi dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2024. Điều này đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF ra thông cáo báo chí vào đêm cùng ngày sau thất bại 0-3 của đội tuyển Việt Nam trên sân nhà Mỹ Đình tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Nhằm chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng sắp tới, việc triển khai các phương án nhân sự ban huấn luyện cho cả hai đội tuyển đã nhanh chóng được triển khai. Đến ngày 28 tháng 3, ông Hoàng Anh Tuấn được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của U23 Việt Nam tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024. Đối với vị trí thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam, khá nhiều ứng viên được cho là có thể tiếp quản đội tuyển Việt Nam thay cho huấn luyện viên Chu Jie như huấn luyện viên Mai Đức Chung, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, huấn luyện viên Kia Tisak, huấn luyện viên Mano Polking hay huấn luyện viên Popov.
Mới đây nhất, khi được hỏi về việc có tên trong danh sách đề cử các ứng viên dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, tại cuộc họp báo sau trận Hải Phòng hòa 0-0 Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh, huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Hải Phòng ông Chu Đình Nghiêm đã có những chia sẻ ngắn gọn với báo chí truyền thông. Cụ thể, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết: "Thực sự thì có tên trong danh sách đó là điều rất vinh dự với tôi. Tuy nhiên với đội tuyển Việt Nam thì tôi không muốn chia sẻ vì lúc nào sự việc đó đến hay. Sau đó vị chiến lược gia sinh năm 1972 chỉ nói về vấn đề chuyên môn liên quan đến các học trò Hải Phòng. Thực tế việc huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm được nhắm cho vị trí tuyển trưởng đội tuyển Việt Nam là điều không quá bất ngờ. Ông sở hữu kinh nghiệm dày dặn cùng loạt thành tích cực khủng như ba chức vô địch V-League vào các năm 2016, 2018, 2019, hai cúp quốc gia 2019, 2020 cùng ba siêu cúp quốc gia 2018, 2019, 2020 khi còn dẫn dắt Hà Nội FC. Hơn nữa, sau khi chuyển sang cầm sa bàn Hải Phòng, vị huấn luyện viên họ Chu vẫn chứng tỏ được năng lực của người cầm quân khi giúp đội bóng đất cảng tạo ra lối chơi ấn tượng, đồng thời phát hiện tài năng, thậm chí giúp nhiều cầu thủ tìm lại phong độ đỉnh cao của chính mình. Cần nói thêm, sau khi huấn luyện viên Chu Dê rời đi, vị trí ghế nắm của đội tuyển Việt Nam được quan tâm hơn bao giờ hết. Như đã đưa tin, Liên đoàn bóng đá Việt Nam được cho là đã nhận được hàng loạt hồ sơ ứng tuyển từ các ứng viên cho vị trí này, đó là hai vị trí chiến lược gia người Hàn Quốc, huấn luyện viên Kim Sang-sik và huấn luyện viên Kim Do-hun. Ngoài ra còn có cựu huấn luyện viên đội tuyển Italia, ông Roberto Donadoni. Một số nguồn tin cho rằng huyền thoại của câu lạc bộ AC Milan cũng đang hào hứng với chiếc ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Mới đây nhất là huấn luyện viên người Tây Ban Nha, ông Luis Ma Hernandez. Trong viễn cảnh đội tuyển Việt Nam và Thái Lan đều không thể vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2026, cả hai hoàn toàn có thể nằm chung bảng ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2027. Hiện tại cả tuyển Việt Nam lẫn Thái Lan đều đang gặp khó ở vòng loại World Cup 2026 khi đang đứng ở vị trí thứ ba trong bảng đấu của mình. Theo nhận định của giới chuyên môn và người hâm mộ, khả năng lớn cả tuyển Việt Nam và Thái Lan sẽ phải dừng bước ở vòng loại thứ hai World Cup 2026. Nếu điều trên thành hiện thực, cả tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ phải xuống chơi ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027 để tìm vé đến với vòng chung kết Asian Cup 2027 ở Saudi Arabia sau đây 3 năm. Với thể thức của vòng đấu này, Việt Nam hoàn toàn có thể cùng bảng với Thái Lan và người hâm mộ khu vực lại có cơ hội chứng kiến màn so tài nảy lửa của hai đội. Ở vòng loại thứ 3 Asian Cup 2027, 24 đội được chia thành 6 bảng 4 đội để thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về trên sân nhà và sân khách. Chỉ đội nhất của mỗi bảng mới có cơ hội dự vòng chung kết vào năm sau. Dự kiến vòng loại thứ 3 giải Asian Cup 2027 khởi tranh từ tháng 3 năm 2025 và kết thúc vào tháng 6 năm 2026. Đến đây chúng tôi xin khép lại tin nóng bóng đá Việt Nam ngày 31 tháng 3. Nếu các bạn thấy hay hãy cùng like, share, subscribe kênh YouTube Báo Bóng Đá. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!